Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Euro bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Các tín đồ bóng đá không chỉ đam mê đá bóng và xem đá bóng, họ còn nóng lòng theo dõi những tin tức về các trận bóng. Vì vậy Mr. Euro chính là nơi lý tưởng để bạn thỏa mãn đam mê của mình. Đừng quên theo dõi Euro thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của tụi mình nha. Xin chào. Những trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới luôn diễn ra với sự kịch tính và sự cạnh tranh rất cao. Tuy vậy, làng túc cầu cũng không hề thiếu các diễn viên hài và những tình huống dở khóc dở cười được tạo ra bởi chính các cầu thủ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi theo dõi những khoảnh khắc cười ra nước mắt đã được ghi lại trên khắp các sân cỏ thế giới nhé! Dù không cố tình khiến cho Khedira bị thương, thế nhưng Ronaldo đã bị chỉ trích khá nhiều sau tình huống này. Xuất phát từ đường chuyền của Mario Mandzukic, CR7 đã khống chế không tốt khiến cho bóng bật vào tay. Ngay sau khi trọng tài cắt còi, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bực tức và phá bóng rất mạnh. Vô tình cú sút này lại đưa bóng đập thẳng vào mặt Sami Khedira đang đứng ngay gần đó. Dù là một siêu sao hàng đầu thế giới, thế nhưng rõ ràng những hành động như này sẽ khiến cho lượng anti-fan của CR7 ngày một tăng. Phút 76 trận đấu gặp Chelsea ở cúp liên đoàn, huấn luyện viên Jose Mourinho bất ngờ rời bỏ khu huấn luyện và đi thẳng vào bên trong đường hầm. Nhiều người cho rằng chiến lược gia người Bồ đã bực tức vì màn trình diễn nghèo nàn của cầu thủ trên sân. Thế nhưng ít phút sau, cả tiền vệ Dier và Mourinho đều quay trở lại. Hóa ra sau khi thấy học trò của mình rời khỏi sân quá lâu, người đặc biệt đã sốt ruột và thúc giục Dier trở lại sân nhanh nhất có thể. Mặc dù đã xảy ra từ năm 2006, thế nhưng đoạn clip này vẫn được các fan Chelsea cực kỳ yêu thích. Trong đường hầm, một cậu bé mascot của The Blues đã giơ tay để thu hút được sự chú ý của Steven Gerrard. Thế nhưng ngay khi đội trưởng của Liverpool tiến tới, cậu bé này lại đưa tay lên mũi, tạo hình mặt lượng để trêu chọc. Trước sự tinh nghịch của cậu bé, Gerrard được một fan tán tò và chỉ biết mỉm cười trước khi rời đi. Dù là một tiền đạo có tên tuổi ở châu Âu, giành được khá ít danh hiệu và chả mấy khi có cơ hội được nâng cúp. Và trong lần đầu tiên có vinh dự này khi là đội trưởng của Arsenal vô địch cúp FA, chân sút người Gabon tỏ ra vô cùng lúng túng. Đầu tiên là màn bê cúp khá cồng kềnh khi cầm nguyên cả phần đế đến chỗ đồng đội. Sau đó chẳng biết đùa hay thật, Aubameyang bất ngờ làm rơi cúp và khiến cho các cầu thủ Arsenal được một tràng cười sảng khoái. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Place like first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight. Trong sự nghiệp đầy rẫy những tai tiếng của mình, Mario Balotelli đã có rất nhiều hành động khiến cho người xem phải lắc đầu ngao ngán.
Trong một trận giao hữu với LA Galaxy, người chứng người Ý có cơ hội ghi bàn ngon ăn trong vòng cấm. Thế nhưng thay vì dứt điểm tử tế, Balotelli lại xoay người và có cú đánh gót ngược khá ngớ ngẩn. Sau hành động sỉ nhục đối thủ này, cựu tiền đạo Man City ngay lập tức bị huấn luyện viên Mancini rút khỏi sân và có một màn cãi vã căng thẳng. Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, Mbappe đã nổi tiếng với kiểu đầu húi cua rất giống với nhân vật Ninja Rùa. Chính vì điều này mà Golden Boy World Cup 2018 rất hay bị các đồng đội trêu chọc vì kiểu tóc độc lạ của mình. Trong khi ngồi nghỉ ở phòng thay đồ, Giroud đã tiến tới chào hỏi và nhân tiện xoa đầu Mbappe. Ngay lúc đó, gương mặt của Mbappe như bị đứng hình và anh lại lấy chiếc lược ra để trải lại mái tóc một phần của mình. Mặc dù là một pha xử lý khá ngớ ngẩn, thế nhưng điều người xem chú ý trong tình huống này lại là một biểu cảm vô cùng hài hước của Thomas Müller ngay sau đó. Tính thực hiện một đường truyền nhanh cho Lewandowski, thế nhưng cú đá phạt góc của tiền vệ người Đức lại đưa bóng đi hết đường biên ngang. Dù chỉ là một tình huống không mấy nguy hiểm, thế nhưng ngôi sao của Bayern ôm đầu và cúi gầm mặt xuống đất như vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Trong bóng đá, việc cố tình ăn vạ đã là một câu chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng vừa ăn cắp lại vừa la làng như anh chàng ở tình huống này thì quả thực là hiếm thấy. Sau khi thủ môn bị vượt qua, chỉ còn một cầu thủ của Newcastle đối mặt với tiền đạo đối phương. Mặc dù cố tình lấy tay để cản phá cú sút, anh chàng này lại tỏ ra vô cùng đau đớn như vừa bị chấn thương. Đương nhiên màn kịch này không qua mắt được trọng tài và cầu thủ này vẫn phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Một mình đi bóng qua ba cầu thủ đối phương rồi ghi bàn. Thế nhưng tình huống lập công này lại có sự góp công rất lớn của hàng thủ đội bạn. Đầu tiên là pha trượt chân cực kỳ vô duyên của một hậu vệ đã vô tình cản ngã chính đồng đội của mình và để cho tiền đạo đối phương rảnh chân để đối mặt với thủ môn. Cú bấm bóng sau đó của chân sút này mặc dù đưa bóng chạm vào xà ngang nhưng lại bật vào chân của một hậu vệ khác rồi bay vào lưới. Không phải là thầy bói, thế nhưng ai cũng đoán được rằng Aaron Lennon và câu lạc bộ Tottenham đã có một ngày thi đấu kém may mắn. Sau cú đánh đầu cận thành của Guerra, bóng tìm tới đúng vị trí mà Lennon đang đứng ở phía cột dọc. Tiền vệ người Anh quyết định phá thật nhanh lên trên nhưng lại đưa bóng đập thẳng vào mặt Gareth Bale đang đứng ngay trước mặt. Kết cục là bóng thì bật vào lưới, còn Bale thì bị choáng và nằm sân ngay sau đó. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers. And I found my spot. Có thể thấy trong bóng đá, sự hài hước có thể xảy ra bất cứ lúc nào và đó là một trong số những lý do đưa túc cầu thành môn thể thao vua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.